Hello, chào các em nha. Và Nhật Audio. Trong video hôm nay Nhật sẽ mang đến cho anh em mà một cục đẩy và Nhật vừa mới vào hàng. Con này sẽ đến từ thương hiệu nội địa của Nhật Bản là JOYSOUND và tên model là AP200X. Đây là trong những dòng sản phẩm mà phải nói là chứ danh ở phân khúc giá rẻ nha anh em, chỉ với hơn 2 triệu đồng. Con này thì nó có một cái mức cấu hình phải nói là vô cùng là kinh khủng, đủ để cho anh em có thể chơi với hai cặp loa full 30 rất là dễ dàng anh em. Con này sẽ trang bị ta công nghệ là class D nha anh em, giờ công nghệ mà giúp khuếch đại âm thanh lên gấp 80% so với những bản mạch thông thường anh em ạ. Và con này hoạt động mà phải nói là cực kỳ là êm mát mẻ và trong thời gian dài là cực kỳ là tốt. Ngoài ra hiện này thì có mức công suất của mình nó rất là khủng anh em. Công suất chơi ở chợ kháng 8 ohm là 120W ở mỗi channel, còn chơi ở chợ kháng 4 ohm là 140W ở mỗi channel nha anh em. Củ hình của nó rất là khủng anh em mà. Ở dòng này anh em hát karaoke bếp là nhà nha anh em, lên tông thì anh em không sợ mà thiếu công suất anh em à. Đây mà anh em cùng xem qua về hình thức cũng như về thiết kế dòng sản phẩm này. Hình thức con này phải nói còn rất là mới, đẹp keng nha anh em. Hàng thì mình bán luôn luôn bao zin cho anh em chơi yên tâm. Đây mà anh em cùng xem qua bề mặt trước dòng sản phẩm này sẽ bao gồm ta là một nút nguồn anh em, một nút để điều chỉnh về volume và ba lăng. Còn về mặt sau dòng sản phẩm này thì sản phẩm sẽ trang bị ta hệ thống là 8 cặp loa nha anh em. Anh em có thể mà chơi cùng một lúc là hai cặp full 30, hai cặp 25. Đổ lại thì chất âm của nó cho ra sẽ rất là hay nha anh em. Ví dụ như anh em mà chơi cặp loa vừa hoặc là nhỏ như là Bo301, những cặp loa bass 25, ví dụ như là CB08340, loa Mỹ, loa Nhật, đánh tiếng như là rất là hay. Còn bờ tem nhập sản phẩm này do sao model AP200X, con này điện 100V và đây là công suất tiêu thụ điện anh em 62W, hàng chính hãng là made in Japan. Còn bên đây là các cổng, đây đầu tiên là chúng ta sẽ lấy tín hiệu nghe nhạc cho anh em. Ngoài ra nó sẽ có cổng là sụt direct và cổng out nha anh em. Chúng ta chỉ sử dụng chủ yếu như là cái cổng ở bên trái và cùng nha anh em. Còn về nội thất ở bên trong của JOYSOUND AP-200X sẽ trên biển ta tăng phô rất là lớn, cậy rất là nhiều tủ lọc nguồn nha anh em. Và đặc biệt con này nó sẽ cải tạo 4 con sò MOSFET anh em, dòng sò mà cho ra tiếng trong và hay nhất khi mà anh em nghe nhạc, và khuếch đại âm thanh nghe phải là rất là lớn khi anh em chơi karaoke nha anh em, định giá rất là cao. Dòng sò này được sử dụng trong rất là nhiều những dòng sản phẩm karaoke, ví dụ như là của Jago, Austin, nó là rất là nhiều anh em à. Và cuối cùng là giá được để lại cho anh em phải nói là siêu rẻ, chỉ với 2.500.000 đồng. Và nếu anh em muốn mua, anh em liên hệ trực tiếp mình qua số điện thoại của Jago để được tư vấn và hỗ trợ nhiệt tình nhất. Ok, chào cả nhà nha, và tất cả anh em vào những video sau. Bye. Anh em có thể vào trang facebook.com/Nhựt Audio để tìm thêm và nhiều sản phẩm mới nhất nhé.